Bắt đầu này, bây giờ muốn vẽ thang máy ấy, thì mình có phải là mình vẽ cái thang máy ở chỗ này đúng không? Thì mình sẽ bây giờ muốn vẽ cái thang máy ở đây thì mình sẽ tạo một cái mặt cắt đi qua cái chỗ này. Đầu tiên là vào vào draw này. Vào draw diminut này. Sau đó thì cái chuột của mình nó xuất hiện ra cái biểu tượng này. Biểu tượng mũi tên đấy. Bây giờ mình sẽ kích vào cái mặt cắt mà mình cần muốn tạo, xong là dùng mình tạo một cắt ở đây ngay chút phải nhá, thì nó sẽ hiện ra này. Thì mình đặt tên cái mặt cắt đấy, ví dụ đặt là cửa thang máy này, sau đó bấm OK. Thay vì trùng tên đặt tên khác, có lẽ là mình tạo cái tên rồi, CTM nhé. OK. Bây giờ để quan sát xem là cái mặt cắt của mình ấy, thì mình bật cái ở bên này thì mình sẽ bật cái mặt bằng. Thì khi các bạn di chuyển ở bên này thì nó sẽ hiển thị ở bên kia. Đấy. Thì có phải cửa của mình là tính từ đây với đây đúng không? Cửa thang máy ấy. Của mình là từ đây đến đây, nó tính là vách luôn. Thì lúc mình di chuyển đây nhá, muốn quan sát là mình cái mặt cắt của mình nó đang ở đâu thì ở đây thì mình sẽ thấy là bên kia nó cũng di chuyển này. Vậy thì cái thang máy của mình là nó tính từ đây đến đây thôi. Bắt đầu vẽ thang máy nhá, thì đầu tiên mọi người tạo một cái vách thang máy thì vào section này, vào array section. Vẫn vào cell, sau đó vào end new section. Mình sẽ đặt một cái ví dụ, thường thì vách thang máy người ta ký hiệu là V, và tiếp theo là cái chiều dày của nó, đơn vị đây là cm. Thì giả dụ cái vách này nó dày là 22 cm thì mình đặt là V22. Vật liệu mình chọn là bê tông B25. Còn chiều dày đây thì mình sẽ đặt theo cái tên này này, 0.22. Rồi bấm OK. Vậy là xong vách V22 này, OK nhé. Bắt đầu mình sẽ vẽ vách. Thì vẽ vách thì mọi người vẽ giống như sàn thôi. Thì mọi người có thể vào đây, có thể vẽ qua hai điểm này, kích vào, chọn V22. Bây giờ nha, cách thứ nhất ấy, là mình sẽ vẽ như thế này. Vẽ như thế này đúng không? Vẽ như thế này. Cái thứ hai là mình vẽ từ đây cho đến đây, xong rồi mình sẽ chia theo lưới, tại vì cứ mỗi cái vách này mình bị giới hạn bởi cái lưới này. Mọi người có thể kích vào đây nhá, sau đó vào Mastery, xong rồi ở cái mục Divisory này thì mọi người chọn cái mục đầu tiên, đúng OK. Đấy, thì tự động nó chia cho mình thành cứ mỗi tầng là một cái vách. Muốn vào Mastery thì vào Edit, đầu tiên kích vào cái thằng sàn đấy nhá, xong vào Edit này, vào Editory, vào Mastery, cái bên trên đấy, Divide. Nó vẫn là cell. Còn muốn hiện trong cái thanh công cụ này, của ai cũng bị mất cái thanh công cụ này không? Ví dụ kích vào sàn nhá, nó sẽ hiện ra cái thằng Mastery này. Thì muốn hiện lên thì chỉ chuột vào cái thanh menu ấy, xong rồi nhấn chuột phải. Bật hết mấy này lên nhá. Ví dụ mình muốn điều chỉnh cái Array đúng không? Thì mình vào cái Assign Array, bật cái Assign Array lên. Thì nó sẽ hiện ra cái thanh công cụ này. Cái này thì giống như sao? Mấy cái selfie đúng không? Nói lại cho bạn kia nha. Đầu tiên này, có phải mình muốn vẽ một cái vách ở đây đúng không? Một cái vách ở đây. Thì mình sẽ phải tạo một cái mặt cắt
ở đây để mình còn sau đó thì mình sẽ vào mặt cắt đường đấy thì mình vẽ. Đầu tiên để tặng mặt cắt thì vào draw này, vào draw diminut nhé. Sau đó thì kích vào hai thằng này. Giờ rồi mình tạo một cái mặt cắt ở đây nhé, kích vào này chút phải nhé. Xong rồi mình đặt tên cái mặt cắt đấy, ví dụ đặt là thang máy đi, TM này. Sau đó vào end new, bấm OK. Bây giờ mình sẽ bây giờ lúc di chuyển ở cái bên này đúng không, thì bên kia cái ở cái bên này nó cũng hiển thị sang, thấy cái màu đỏ này chưa đấy. Vậy thì cái vách của mình là tính từ đây đến đây. Xong bây giờ mình vẽ vách nhá, thì cách thứ nhất đấy là mình vẽ từng vẽ vách của từng tầng. Ví dụ này, đây sẽ là một cái vách đúng không, đây sẽ là một vách, đây sẽ là một vách này. Đấy, cách thứ hai, ví dụ nhà khoảng mấy tầng đi thì mình sẽ chơi kiểu thế này. Đầu tiên là vẽ qua hai điểm nhá, chọn vách B22 này, kích từ đây kéo xuống, kích vào đây, xong kích vào đây. Nhưng mà đây cả cái này là một vách. Bây giờ mình sẽ chia nó. Đầu tiên mình kích vào đây nhá, không phải là cứ mỗi một tầng là nó bị chia theo cái lưới này đúng không, thì mình sẽ kích vào vách này, vào edit này, vào edit array nhá, chọn divide array hoặc là chọn cái mesh array ở đây. Sau đó thì cái mục divide array thì mình chọn cái mục đầu tiên là cái mục chia vách theo, tức là chia thì chung thì sàn vách thì như nhau thôi, thì đây là nó là chia phân tử tấm theo lưới. Sau đó bấm OK. Đấy thì nó sẽ tự động chia cho mình theo cái phần lưới này. Ở đây sẽ là một cái, đây một cái, đây một cái, đây một cái. Bây giờ tạo phần điều vách V22 thì vào Define, vào Section Property nhá. Cái này nó khai báo giống như là dầm với sàn ấy, thì vào Array Section. Sau đó thì cái này thì mình vẫn để chọn là Cell. Sau đó thì vào Add New Section. Sửa đây là ví dụ cái vách của mình là có chiều dày là 22 cm, vậy thì mình sẽ đặt là V22. Sau đó thì vật liệu đây thì mình chọn là bê tông V22. Chiều dày mình cũng chọn theo cái tên này này, 0.22. Đây là 0.22. Sau đó bấm OK. Ở đây người ta báo là cái này bị trùng tên, tại vì cái nãy mình vừa đọc xong. Bây giờ bạn bây giờ làm này. Giờ mình sửa lên chiều dày mình chọn. Mình đặt nó V25 thì mình sửa 0.25. Bây giờ mọi người vẽ chỗ này thì sẽ có cửa nhá. Ở đây từ đây đến đây sẽ có cửa này. Thì bây giờ tí nữa mình sẽ hướng dẫn. Đây này. Từ đây đến đây sẽ có cửa nhá. Còn còn những cái vách còn lại thì không có cửa thì mọi người cứ vẽ bình thường. Muốn vẽ cái thằng này thì cũng tạo một cắt, hoặc là mình có thể chơi kiểu mình chọn dầm xong mình bắn sang vách.